Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Chủ nhật 27 tây tháng 10 năm 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Nvidia lần thứ hai xoán ngôi Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Kẻ cướp Costco nhắm vào dân Á Châu vì lắm tiền nhiều của và hiền lành, không chống cự. Newsom chấp nhận cược từ thống đốc New York trước thềm World Series. Chuột chạy tới chạy lui trên phi cơ từ Texas như chốn không người. Sẽ khôi phục điện cho một số ngôi nhà ở Rancho Palos Verdes sau trận lở đất tàn phá. Không có DNA chó sói đồng trên người cậu bé ở ẩu vai nói bị cắn. Italy bắt 4 đối tượng bị cáo buộc truy cập cơ sở dữ liệu bất hợp pháp. Bão Trà My cách Đà Nẵng 95 km, miền Trung đang mưa to, gió mạnh dần lên. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Nvidia lần thứ hai xoán ngôi Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Với đợt tăng giá cổ phiếu đột phá, Nvidia đã lần thứ hai trong năm vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán London, LSEG, giá trị của Nvidia đã đạt đỉnh 3,53 ngàn tỷ đô la vào ngày 25 tây tháng 10, cao hơn mức 3,52 ngàn tỷ đô la của Apple, trước khi chốt phiên ở mức 3,47 ngàn tỷ đô la. Đây không phải là lần đầu Nvidia vượt qua các gã khổng lồ khác để đạt vị trí số 1. Tháng 6 năm 2024, Nvidia từng vươn lên dẫn đầu trước khi bị Apple và Microsoft vượt qua. Lần này, với nhu cầu tăng cao về chip AI, Nvidia tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng AI trên toàn cầu, đặc biệt là sau khi OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT, công bố vòng gọi vốn trị giá 6,6 tỷ đô la. Cổ phiếu của Nvidia đã tăng khoảng 18% chỉ trong tháng 10 năm 2024, nâng tổng mức tăng lên gần 190% từ đầu năm cho đến nay. Thị trường đang chú ý đến báo cáo quý 3 của Nvidia sắp tới, nơi công ty đặt kỳ vọng vào mức doanh thu 32,5 tỷ đô la. Nếu đạt được, Nvidia sẽ củng cố vị trí của mình trong thị trường AI, đồng thời tiếp tục là tâm điểm chú ý trong lĩnh vực công nghệ và tài chính toàn cầu. Kẻ cướp Costco nhắm vào dân Á Châu vì lắm tiền nhiều của và hiền lành không chống cự. Tin từ San Leandro, California, một người đàn ông sinh sống tại Đông Vịnh, miền Bắc California, bị kết án tù sau khi cướp tư trang của một phụ nữ Á Châu vì cho rằng dân Á Châu là mục tiêu hiền lành và không chống cự. Theo các công tố viên liên bang, Freddie Lee David Tree, 27 tuổi, hôm thứ Năm 24 tây tháng 10, nhận tội gian lận chuyển khoản nhà băng và mạo danh nghiêm trọng và bị kết án 2 năm tù liên bang. Đồng phạm của bị cáo Jean Malapie, 27 tuổi, thú nhận tội trạng tương tự bị cáo nhưng vẫn chưa bị kết án. Văn phòng biện lý Hoa Kỳ miền Bắc California cho biết hôm thứ Sáu, được Front đưa tin. Trong một thỏa thuận nhận tội, Malapie cho biết bà cùng ba đồng phạm khác bàn bạc về một vụ cướp tiền hoặc trang sức của phụ nữ Á Châu tại phố Tàu vào ngày 17 tháng 6 năm 2021, nhưng cuối cùng là thực hiện vụ cướp tại một trung tâm mua sắm Costco ở San Leandro. Hai thành viên trong băng cướp cho biết họ thích cướp bóc từ dân Á Châu vì họ cho rằng lắm tiền nhiều của hơn và do dân Á Châu yếu ớt và không chống cự. Các công tố viên cho biết sau khi thực hiện trót lọt phi vụ, các nghi can chia nhau số hàng hóa cướp được gồm có tiền mặt, thẻ tín dụng, một cuốn sổ ngân phiếu và hai điện thoại di động. Các công tố viên cho biết qua lời thừa nhận của Malapie. Newsom chấp nhận cược từ thống đốc New York trước thềm World Series. Trong khi Los Angeles Dodgers và New York Yankees chuẩn bị cho trận chung kết World Series chắc chắn sẽ rất kịch tính, thống đốc của mỗi tiểu bang đã quyết định tham gia vào trò chơi này. Với khung cảnh tuyệt đẹp phía sông Hudson,
thống đốc New York Kathy Hochul đã vào X, trước đây là Twitter, vào sáng thứ Sáu để cá cược với người đồng cấp của mình, thống đốc California Gavin Newsom. Hochul đề xuất rằng nếu New York đánh bại LA trong World Series, Newsom sẽ phải trang trí văn phòng của mình bằng đồ lưu niệm của Yankee trong một ngày. Newsom không mất nhiều thời gian để phản hồi. Tiến lên, thống đốc Hochul, Newsom nói, mặc dù tôi tôn trọng lịch sử lừng lẫy của Yankees, California biết cách giành chức vô địch khi Dodgers mang cúp về nhà. Tôi mong đợi được thấy Dodgers mặc áo xanh, không phải ở góc mà được trưng bày đầy tự hào khắp văn phòng của ngài. Việc chấp nhận cá cược tỏ ra rất khó khăn đối với người bản xứ và cựu thị trưởng San Francisco, nơi đối thủ truyền kiếp của Dodgers, đội Giants, thi đấu, là một người dân San Francisco đầy tự hào. Bạn sẽ không thường xuyên nghe tôi nói điều này, nhưng năm nay, cố lên Dodgers, Newsom nói. Trận 1 của World Series bắt đầu vào lúc 5:08 chiều, theo giờ BST vào thứ Sáu. Chuột chạy tới chạy lui trên phi cơ, bay từ Texas như trốn không người. Tin từ Dallas, Texas, thứ Tư 23/10, theo tờ New York Post đưa tin, hàng loạt hành khách một phen hoảng loạn và giật mình khi phát giác ra thứ dường như là một con chuột đang chạy bong bon bên trên ngăn chứa hành lý trong chuyến bay từ Dallas, Texas tới Los Angeles, California của chuyến bay Spirit Airlines. Một đoạn phim quay lại cảnh một vị khách không mời mà đến đầy lông lá thu hút khoảng 2 triệu lượt xem trên Instagram. Đây là thứ xuất hiện trên chuyến bay từ Dallas tới Los Angeles trong tuần này. Dallas, Texas TV viết trong phần chú thích của đoạn phim được đăng lại do @_hustle817 quay. Trong đoạn phim hải hùng, có thể nhìn thấy hai chân con chuột đang bò lên một chiếc đèn trên nóc cabin, nơi gắn hệ thống dây điện quan trọng len lỏi khắp phi cơ. Aviation A2Z đưa tin. Cứ nghĩ tới đoạn phim là người ta hoảng sợ khi tưởng tượng ra lỡ họ bị mắc kẹt trong cabin phi cơ có một con chuột thì làm sao? Người người lo ngại rằng con chuột sẽ cắn đứt dây điện, có thể gây ra rắc rối hoặc hỏa hoạn. Một mối lo ngại thường hay xuất hiện trong các chuyến bay. Tháng trước, một con chuột chạy toán loạn trên chuyến bay của hãng hàng không Scandinavian Airlines buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp ở Đan Mạch do chính sách cấm loài gặm nhấm trên chuyến bay vì chúng rất ưa thích dây điện. Sẽ khôi phục điện cho một số ngôi nhà ở Rancho Palos Verdes sau khi trận lở đất tàn phá. Sau khi một trận lở đất đã xảy ra ở Rancho Palos Verdes đe dọa hàng chục ngôi nhà, các quan chức đã thông báo rằng điện sẽ được khôi phục ở một số khu vực sau khi người dân phải sống trong tình trạng mất điện và gas trong nhiều tháng qua. Điện ban đầu đã bị cắt vào đầu tháng 9, khí đốt đã bị cắt vô thời hạn đối với hơn 200 ngôi nhà. Với đợt cắt đầu tiên bắt đầu vào tháng 7 vừa qua, các quan chức địa phương đã trích dẫn phong trào đất đai ngày càng tồi tệ là tạo ra các điều kiện không an toàn để tiếp tục cung cấp dịch vụ khí đốt tự nhiên. Trong nhiều tháng, hoạt động di chuyển đất liên tục đã chia cắt các tuyến đường, làm hư hại nhà cửa và phá hủy cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực Portuguese Bend. Vào tháng 9, Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi thành phố nỗ lực giảm thiểu thiệt hại từ thảm họa thiên nhiên diễn biến chậm này, khiến cho nhiều cư dân trong cộng đồng phải di dời. Kể từ đó, các viên chức thành phố cho biết, việc di chuyển đất đã chậm lại và Southern California Edison thông báo sẽ khôi phục điện cho 28 ngôi nhà. Việc khôi phục sẽ diễn ra từng ngôi nhà một trong tuần tới. Hơn 250 ngôi nhà vẫn chưa có điện và hiện tại vẫn chưa có kế hoạch khôi phục dịch vụ gas cho những ngôi nhà bị ảnh hưởng. Không có DNA chó sói đồng trên người cậu bé ở vai nói bị cắn. Tin từ ở vai California, theo nhật báo The Orange County Register, cậu bé 10 tuổi ở vai thử âm tính với DNA chó sói đồng, mặc dù em cho hay bị chó sói đồng cắn khi đang đạp xe đi học. Cơ quan cá và động vật California CDFW loan báo hôm thứ Năm 24/10. Chúng tôi không tìm thấy DNA chó sói đồng trên quần áo của cậu bé. Ông Tim Daly, phát ngôn viên CDFW xác nhận, chúng tôi chỉ tìm thấy DNA của chó thường. Sáng thứ Ba, cậu bé đang đạp xe gần đường Busway, gần trường tiểu học Portola Spring Elementary School.
thì dừng lại để cởi áo khoác và cảm thấy chân bị sao đó, rồi nhận thấy em vừa bị chó sói đồng cắn. Trung sĩ Carrie Davis, phát ngôn viên sở cảnh sát Irvine, IBD cho biết, ngay khi tới trường, cậu bé thông báo bị chó sói đồng cắn. Cậu bé được bác sĩ điều trị vết da rất nhỏ, theo bà Davis. Chúng tôi nghe cậu bé nói như vậy và thấy có vết thương nhỏ đó, cộng với cậu bé thấy con chó sói đồng bỏ chạy ra xa cậu bé, bà Davis cho hay. Ông Daly cho biết, sau vài ngày thử đặt bẫy, chuyên gia đặt bẫy của CDFW không thấy con chó sói đồng nào ở khu vực đó. Italy bắt 4 đối tượng bị cáo buộc truy cập cơ sở dữ liệu bất hợp pháp. Cảnh sát Italy đã áp dụng biện pháp quản thúc tại gia 4 đối tượng như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu của nhà nước. Phát biểu với báo giới ngày 26 tây tháng 10, công tố viên chống mafia quốc gia của Italy, ông Giovanni Melillo cho biết, cuộc điều tra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi làm sáng tỏ thị trường thông tin mật khổng lồ đã đạt được chiều hướng giống như kinh doanh. Cụ thể, các công tố viên Milan cáo buộc một công ty trí tuệ doanh nghiệp tư nhân đã khai thác 3 cơ sở dữ liệu chính, gồm một cơ sở dữ liệu thu thập cảnh báo về những hoạt động tài chính đáng ngờ, một cơ sở dữ liệu được cơ quan thuế quốc gia sử dụng với các giao dịch ngân hàng của công dân, hóa đơn tiện ích, báo cáo thu nhập và cơ sở dữ liệu điều tra của cảnh sát để bán cho khách hàng hoặc được sử dụng để tống tiền doanh nhân và chính trị gia, diễn ra ít nhất là từ năm 2019 và tiếp tục cho đến tháng 3 năm 2024. Trong số 4 đối tượng bị bắt có Leonardo Maria del Vestigio, cháu trai của cố tỷ phú sáng lập tập đoàn Luxottica. Ông Leonardo del Vestigio, chủ sở hữu nhãn hiệu Ray-Ban, bị cáo buộc đã giao cho công ty trên nhiệm vụ thu thập thông tin về những người thừa kế của cha ông, người đã qua đời năm 2022, đang bất đồng về quyền thừa kế. Cuộc điều tra diễn ra sau một cuộc điều tra gần đây khác về vụ vi phạm dữ liệu quy mô lớn tại ngân hàng lớn nhất Italy là Intesa San Paolo. Bão Trà My cách Đà Nẵng 95 km, miền Trung đang mưa to, gió mạnh dần lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào 7 giờ sáng, ngày 27 tháng 10, tâm bão Trà My, bão số 6, đang cách Đà Nẵng 95 km về phía đông đông bắc, đang có mưa to và gió mạnh dần lên. Tại đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, đo được gió mạnh 18,7m trên 1 giây, tương đương cấp 8, gió giật 25,8m trên 1 giây, cấp 10. Đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Lý Sơn, Quảng Hải, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ở trung tâm Trung Bộ đang có mưa to, gió lớn đang mạnh lên. Dự kiến khoảng trưa đến chiều nay là thời điểm bão Trà My sẽ tác động mạnh nhất, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam. Với lượng mưa diện rộng, mưa lớn và kéo dài nhiều ngày, thì cần phải đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị. Nguy hiểm hơn là nguy cơ cao đến rất cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Tây các tỉnh Trung Trung Bộ ở Quảng Bình, Quảng Trị. Cơ quan Khí tượng Việt Nam cũng đánh giá bão số 6 có hướng di chuyển không qua quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ hai 28 tây tháng 10 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 07 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 6 giờ 02 phút chiều. Bầu trời nhiều mây, trời trở lạnh, nhiệt độ cao 67 độ F, gió hướng nam tây nam thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ, độ ẩm 73% và chỉ số UV cho thấy 4 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 3 giờ 40 phút sáng và trăng lặn vào lúc 4 giờ 16 phút chiều. Một số đám mây vào đầu ngày sẽ nhường chỗ cho bầu trời quang đãng nói chung vào ban đêm mát mẻ. Nhiệt độ thấp 53 độ F, gió Tây thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ, độ ẩm 74% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai.
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.